nước đây cho nó mát nào không chị? Kéo vòi đây. Rồi, hello toàn thể anh em. Thì trưa nay không có gì. Thì rất mong quý anh em hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 7 đầu tháng âm lịch. Thì Tuấn lại xin phép buổi trưa ngắn gọn khoảng 30 phút chia sẻ cho anh em trên con xe Vision. Khách hàng mang vào có tất cả hệ thống bơm xăng đèn LED hoạt động nhưng hầu như mất lận khởi động đề. Thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào? Thì mời anh em đón xem trong video này. Hy vọng rằng anh em hãy chia sẻ rộng rãi. Và cảm ơn tất cả anh em, quý vị. Và hôm nay tiếp tục là mùng 2 đầu tháng, lại ủng hộ máy Smartoon. Đó. À, thì ngày hôm qua mùng 1 đầu tháng thì Đình Tuấn cảm ơn anh trai ở Hồ Chí Minh đã ủng hộ bản G. Thì hôm nay tất cả nó sẽ là đi Nghệ An. Rồi hôm nay sẽ đi về quê bác một máy Smartoon bản G, và kèm theo tất cả nồi niêu kim phun. Và anh trai lớn này ủng hộ một bộ kiểm tra điện áp CKB, rồi một oxy 4 dây Attila, một kim và hai kim trị hụt ga. Đó, ok anh trai. Ơi, và anh trai này tiếp tục ủng hộ 7 bộ nồi trước, 7 bộ nồi sau, 2 bộ nồi trước, một của SH, một của 125 và hộp bi. Và anh trai này ủng hộ 8 bộ nồi sau. Thì tất cả anh em chuyển khoản mình bao ship tới tận nhà. Chuyển khoản bao ship tới tận nhà nha anh em. Rồi, video không để chờ lâu. Đấy, thì anh em hãy chia sẻ để chúng ta xem con xe này. Và chúng ta bắt bận một cách cực kỳ là đơn giản. Nếu anh em nào biết rồi thì vui lòng bỏ qua video này. Còn anh em nào chưa biết thì chúng ta xem để lần sau chúng ta xử lý. Đây. Đây, đèn LED có hết. Rồi. Rồi, và xe này bị mất lận khởi động để im ru. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Đây, bóp phanh, nhấn nút đề, hầu như không có bất kỳ một tín hiệu gì. Đấy, nhưng xe này FI vẫn hoạt động bình thường. Rồi. Đó. Rồi, hy vọng rằng anh em xem video này, anh em chia sẻ, cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy chia sẻ đủ 5-6-70 người coi đi ạ. Nhanh để chúng ta cùng nhau ăn cơm buổi trưa. Anh em chia sẻ nhanh để chúng ta cùng nhau ăn cơm và nghỉ ngơi buổi trưa. Buổi trưa Đình Tuấn xin lỗi đã làm phiền mọi người. Rồi, anh em cảm thấy những trang nhóm nào hay hữu ích thì anh em bổ quả sẻ. Cảm ơn anh em. Đây, chiếc Vision. Đó. Đây. Rồi, mất lệnh khởi động. Anh chưa ăn cơm Văn Quyết mô tô. Đấy, cảm ơn anh em tháng 7, tháng cô hồn. Anh em cũng ủng hộ toa liên tục. Mùng 1 ngày hôm qua cũng đi Smartoon, hôm nay mùng 2 cũng đi Smartoon. Có vẻ là đầu tháng 7 làm ăn được. Cảm ơn anh em. Đó, nồi niêu song chảo. Và đi Tuấn tri ân hết tháng 7 này, anh em mua đồ của mình, anh em chuyển khoản mình bao ship đến tận nhà nha. Và đặc biệt anh em mua máy có nhiều phần quà ưu đãi cho anh em nha. Đấy, mua máy có rất nhiều phần quà ưu đãi cho anh em. Rất nhiều, rất nhiều. Đấy, và anh trai này mua cái này thì em tặng cho bộ tài liệu nhá, chân IC. Rồi, em làm quà cho anh. Rồi, quà tháng 7 nhá. Rồi,
Đây anh trai này mua bộ này ở Kim Phun, em tặng kèm cái quyển chân IC nhá. Đó là cái tháng 7, may mắn đi anh trai. Được không? Cái này cái lọc nhá. Cái lọc này mình tặng ở cái tháng 7 này cho anh em. Ơi, bắt đầu mình sẽ để bô cho anh em ở trạng thái một con xe này mất lệnh khởi động. Thì theo anh em chúng ta, nếu như thế này chúng ta kiểm tra cái gì? Chúng ta để lại cái comment bình luận ở phía dưới ạ. Một chiếc xe khách hàng dẫn vào đèn FI có đầy đủ mất lệnh khởi động. Rồi chúng ta có bao nhiêu bước kiểm tra? Còn nếu anh em không có chuyên môn, nếu con xe này đi vào bèo gì cũng phải mất khoảng 2 tiếng. Chậm nữa thì mất nửa ngày. Chậm nữa thì một ngày không tìm ra ban này. Và chậm hơn nữa 2 ngày không tìm ra ban này. Mình dám cam đoan với tất cả anh em luôn. Nhiều anh em tay nghề hồi chừa chưa va chạm. Và đặc biệt ở trong tay không có máy chẩn đoán thì cái ban này nhiều anh em thợ yếu 2 ngày. 2 ngày chưa tìm ra bận. Rồi rất mong quý vị để lại comment ở phía dưới. Mọi thông tin thắc mắc anh em mua máy chẩn đoán thì anh em hãy liên hệ với Đình Tuấn qua số điện thoại 0909 755 993. Zalo nha cả nhà. Rồi cảm ơn tất cả anh em. CKB CKB. Rồi xin chào anh Bình Thanh. Đó Bình Thanh. Ok chưa? Rồi hy vọng rằng anh em đang xem thì anh em hãy chia sẻ mặn like lên ạ. Một con xe ở trạng thái mau vào mất lệnh khởi động. Mất lệnh khởi động đề. Gọi là chúng ta đề không được ấy ạ. Nhớ cái ban này là đề không được. Rồi. Rồi. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái máy chẩn đoán. Và hôm nay anh em nào mua máy có rất nhiều phần quà cho anh em luôn. Cho anh em trải nghiệm. Đây. Mình sẽ kết nối qua cổng tai lai. Rồi ở đây mình sẽ cho anh em coi luôn. Mất lận đề. Rồi thì anh em hãy vào phần động cơ Honda. Thì những cái phần đọc lỗi hiện hành, đọc lỗi lịch sử, xóa lỗi, reset SM, 4 hạng mục này anh em bỏ qua dùng Đình Tuấn, cảm ơn. Nha. Đọc lỗi hiện hành, lịch sử, xóa lỗi, reset SM, anh em bỏ qua 4 hạng mục này. Bởi vì xe này không khởi động được. Rồi anh em vào dữ liệu động cơ. RPM tất cả thông số đều chuẩn, không cần chỉnh. Hạng mục thứ 2. Hạng mục thứ 3. Rồi thì anh em thấy có thể nhìn ở đây ạ. Đấy à, các bạn nhìn thấy chân trống on off. Chân trống off. On off. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lệnh đề. Thì anh em có thể, nếu có chuyên nghiệp thì anh em hãy comment. Bấm lệnh khởi động này. Rồi on. Và anh em trả lời ban này bị cái gì ạ? Vậy là 12V từ nút đề chạy xuống IC đã có. Chúng ta cứ hiểu nôm na như vậy. Thì tuy nhiên trong dữ liệu thì chúng ta đọc trong dữ liệu thì lúc này mặt khởi động thì lúc này nó nhận được giá trị điện áp 12V thì tuy nhiên nó sẽ báo cho anh em là on. On nè. Rồi mà xe này không khởi động được. Anh em comment kế tiếp. Rồi theo anh em bị cái gì ạ? Minh Uy. Đây. Bình còi mạnh lắm anh trai ơi. Đây, bình mạnh cực kỳ anh em yên tâm. Rồi. Ok Phương Nguyễn. Rồi những anh em nào tiếp tục comment. Anh em nào biết rồi thì anh em nào chưa biết
thì chúng ta sẽ học và kiểm tra. Kiểm tra rơ le, đề và sạc. Rồi, ở đây hầu như có một người trả lời đúng. Rơ le nằm im re. Rơ le sư phụ. Hoàng Chiến vẫn chưa chuẩn. Ở đây chỉ có một, mới có một anh comment là chuẩn. Rồi, anh Tay Ga Xuân Dần bảo kiểm tra cụ đề. À, xe này, xe đề từ anh Dần ơi. Rồi, em sẽ lấn lại cận đề cho anh em. Khi anh em có máy, cực kỳ đơn giản. Đó, on. On. Đó, on. Thì ở đây mình sẽ chốt bàn cho anh em ngắn gọn buổi trưa hôm nay luôn. Thì nếu chúng ta đã chống lên, chúng ta thấy tình trạng chân chống nghiêng là off. Là chân chống này hoàn toàn là ok. Anh em bóp phanh nhấn nút đề lúc này ở trạng thái khởi động on. Thì lúc này cũng là ok như thế này. Đó, on, on. Nhưng lúc này anh em coi relay không khởi động off. Thì lúc này anh em đơn giản chỉ cần chốt với khách hàng là xe này chết IC. Đó, chỉ cần đơn giản nữa thôi. Xe này IC mất chức năng dập mát cho relay. Nếu mà mặt IC xấu thì khi lúc này anh em bấm lệnh đề on và IC cũng là dập mát cho relay, cũng là on. Nhưng ở đây trạng thái nó là off thì anh em báo khách hàng thay IC luôn. Đó, ok không? Ok chưa? Còn nếu anh em bấm và ở đây ở trạng thái relay on thì vấn đề ở đây mặt IC tốt. Thì anh em hãy kiểm tra đứt dây hoặc hư relay. Nhớ nhá. À. Thì cái công việc, cái thao tác của anh em khi có máy thì anh em phải biết sử dụng. Nó đơn thuần, cực kỳ là đơn giản. Một chiếc xe khách hàng mang vào ở trạng thái, chúng ta bấm lệnh đề, mất hết tín hiệu. Đấy, relay không nhảy và chúng ta hãy nhìn vào đây. Nó cứ ọp như này thì chúng ta 100% chúng ta báo khách hàng là thay IC. Rồi, mọi người đồng ý bấm số 1. Đấy, nếu anh em nào đồng tình bấm số 1. À, cực kỳ là đơn giản. Đôi khi một con xe mất lệnh đề khởi động, chúng ta chỉ có cái máy vào, chúng ta bắt bận trong vòng chưa đầy 1 phút. À, chưa đầy 1 phút chúng ta có kết quả. Đấy, còn rất nhiều anh em chưa được va chạm với phun xăng thì như thế này, đặc biệt anh em không có máy hoặc có máy không hiểu thì đôi khi phải mất 1 ngày hoặc 2 ngày. Đấy, cực kỳ đơn giản. Thì lúc này mình sẽ thay thế cục IC cho anh em xem. Đây, mình tắt khóa điện nha cả nhà. À, tắt khóa điện. Mình rút rắc. Được chưa? Rồi, lúc này mình sẽ báo khách hàng thay IC. Thì lúc này tùy theo khách hàng có đủ điều kiện không. Không đủ điều kiện thì mình lấy tiền công 200.000. À, em cam đoan với anh chị là cục IC của mình bị chết. Đi qua thợ cửa hàng thứ 2, thứ 3, thứ 10 nó cũng không cứu được. Rồi, một người thợ phải chắc ăn tới 100%. Chứ không phải là khi chúng ta bắt bận sợ khách hàng đẩy qua tiệm khác, chúng ta cứ nghĩ là 50-50, lỡ may thợ thằng khác cứu được. Không có ai cứu được cái bàn này cả, ngoài ra thay IC. Đó, chúng ta lưu ý. Rồi, thì lúc này mình đã thay con IC. Rồi, thay một con IC khác, anh em nhìn đây. À, cái này là mình live stream trực tiếp ở trong trang fanpage, chứ mình không có sửa video như kiểu YouTube nha anh em. Rồi, đây. Rồi, xong. Lúc này anh em lại mở công tắc máy. Rồi, anh em lấn khởi động. Ok. À, mọi người thấy không? Đó. Đây. Mọi người xem cái mặt IC nó tốt. Anh em nhìn nè. Động cơ Honda. Dữ liệu. Các bạn lúc này không cần phải ở đọc. Xóa. Reset. Đau đầu. Vào ngay đây cho Tỷ Tuấn.
chọn qua trang thứ 3. Đây. Thì lúc này IC dập mát cho relay, nó mới mở on ở trạng thái relay khởi động. Nhìn này. Đó, anh em thấy không? On không? Đó, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ on, làm mặt IC tốt. Còn nếu ở đây nó on mà relay không nhảy thì anh em hãy kiểm tra. Kiểm tra dây vàng này. Đó, kiểm tra dây vàng này nó có chạy tới cái con relay 5 chân không. Đó là IC dập mát cho relay 5 chân. Đấy, để đóng tiếp điểm lấy một cái điện áp 12V trực tiếp từ bình ắc quy. À, nhớ là dây vàng. Còn lúc này nó off luôn thì chứng tỏ ở trong này mất chức năng. À, mất chức năng. Đó, IC này mình mới mổ nha anh em. Đó, IC này mình mổ. Rồi, thành công rồi nha. Đó, con này chết. Đó, anh em cảm thấy cái video này hữu ích thì anh em cho xin cái like, chia sẻ. Cảm ơn tất cả anh em. Video thật sự ngắn gọn, mang lại rất nhiều hữu ích cho anh em thợ máy. Vấn đề ở đây chúng ta có thiết bị máy, chúng ta có người hướng dẫn, chúng ta chốt ngay mặt IC lên đường. Đó. Chứ bình thường chúng ta và nhiều anh em phải đo và đồng thời nhiều anh em phải cắt dây điện, nó rất vất vả. Thì làm nghề này có rất nhiều ban cực kỳ dễ, có rất nhiều ban cực kỳ khó. Thì hôm nay mình chỉ biết là review cho anh em trong vấn đề cái ban bận ở trạng thái con xe vào bị mất lận đề. Nhưng kiểm tra ở chân chống cặn, ok. Kiểm tra trạng thái 12V từ nút đề xuống IC, OCK. Vấn đề còn lại chết chức năng, dập mát cho relay. Đấy, thì lúc này relay không thể nào nhảy bởi vì cuộn dây mà. Đấy, cuộn dây lúc này không có mát từ IC dập cho nó thì lúc này tiếp điểm nó không nhảy. À, không nhảy thì relay không kêu tật 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 tật. Ê, mọi người lưu ý. Rồi, xin chào anh Tuấn Thảo, xin chào toàn thể anh em thợ máy Hoàng Hạnh. À, bóng led đâu rồi, về anh cơm ạ. À, rồi thì hôm nay tất cả anh em nào mua bản cao này thì tất cả anh em đều được 3 món phần quà hấp dẫn với Đình Tuấn ở ưu tiên hết tháng 7 này cho anh em. Và sau cái buổi tối nay, nếu thì Tuấn dẫn live stream cho anh em mua tài liệu, mua một tặng một cho anh em đêm nay và hết tháng 7. Anh em lưu ý. Được không ạ? À, cảm ơn quý vị. Thì tháng 7 này là tháng cô hồn, thì Tuấn sẽ tri ân cho các bạn và anh em có thể tham gia khóa học online, cái gì cũng vậy. Thì mình sẽ khuyến mãi cho các bạn tháng 7 này mua một tặng một. Ok. Đó, mua một tặng một. Cái này thì photo ra thì các bạn đừng có nghĩ là nó đơn giản. Cái quan trọng là người đánh chân IC. Đó, và đồng thời làm bảng màu thế này nó mới gọi là rất mất công và rất mất thời gian. Đấy, thì cái này thì đêm nay mình sẽ rebo live stream cho mọi người mua một tặng một nha. Đó. Còn ok, theo lời hứa của mình và tri ân tới anh em tháng 7. Và những gì hôm qua mình đã nói, anh em mua bộ này mình tặng cho anh em bộ chân IC. Đúng không ạ? Cái cuộc đời này quan trọng là chúng ta sống bền lâu. Đấy. Thank you mọi người. Tặng anh trai. Rồi, cảm ơn anh Chiếu Thanh tiếp tục ủng hộ tới full combo giá khoảng 24 triệu. Đó, tất cả chỗ này khoảng tầm 24 triệu nha cả nhà. Mua một tặng một. Rồi, cái nồi này thì anh trai nào ấy, đừng có nghĩ rằng nó nặng. Anh em nghĩ là em lỗ, em cảm ơn. Nhưng anh em không ngại, anh em chuyển khoản, em bao ship hết tới tận nhà. Chuyển khoản, bao ship. Được chưa? Mọi người lấy bao nhiêu bộ em không quan trọng. Mọi người chuyển khoản, em bao ship. Hết vào tháng 7 này cho anh em. Hôm nay mới có là mùng 2, đầu tháng âm lịch. Rồi, cái kim này chị hụt ga. Chỉ còn khoảng 8 kim. Anh em nào năn tay thì chốt luôn ạ. Còn 8 cái kim cuối cùng. Mỗi anh em nào ok ủng hộ cho Đình Tuấn một cửa hàng khoảng 2-3 cái kim. Chỉ cần một anh em, hai anh em ủng hộ cho khoảng 2-3 cái kim. À, để anh em về nhà chị hụt ga. Rồi, anh em nào mua bộ kiểm tra giá trị điện áp loại to xịn sò đồng hồ LED này ok cũng tặng cho bộ tài liệu luôn vào tháng 7 này nhá anh em.
Đó. Tháng 7 là một cái tháng cô hồn, là một tháng các bác. Đấy, là một cái tháng không biết có thành công hay không, nhưng thì Tuấn hôm qua hôm nay đặc biệt là thành công. Đấy. Ok. Đó. Rồi anh em nào mua cái bolin, 5 bolin này đánh lửa cho tất cả những cái dòng xe Jimway cho tới cái lòng xe full xăng điện tử thì anh em comment. Đấy, một con xe Jimway vào bị mất lửa cao áp thì anh em có thể giả lập kích cho nó. Đấy, cho tới tất cả những dòng xe Honda và kiểm tra tất cả CKB. Đó, giả lập tín hiệu xung VS vân vân, kiểm tra giả lập đánh lửa. Mua cái này cũng tặng cho quyển chân IC. Ok, lúc này tri ân cho mọi người. Để gì? Để về nhà anh em biết những cái chân IC này anh em không bị xe nó hằn. Đấy, chỉ cần kiểm tra chân gì. Đúng không ạ? Thứ tự từ 1 cho tới 33 thì anh em sẽ đỡ phải vất vả truy cập trên cái app. Đó. Ở đây là tài liệu chân ECM, tất cả được làm cho anh em bằng màu. Và về chân khóa Smoky, về hệ thống chân ABS. Đó, ở đây hầu như nó đủ hoàn toàn cho anh em. Hầu như dòng Honda thì hầu như không thiếu. Đó, sờ mất cây cũng vậy. Rồi về cái chân của Liberty Vespa, họng ga rời thì anh em yên tâm, chuẩn không cần chỉnh. IC bắt bận chỉ cho vòng tích tắc. Vị trí chân hộp điều khiển phanh ABS Winner. Vị trí chân điều khiển ABS của SH2020 SU. Rất nhiều. Đó, anh em nào cần thì comment. Rồi ở dưới này mình đã demo cho anh em 4 con relay của những dòng xe lít và SCR. Thì anh em có thể cô lập bỏ hết tất cả relay. Đó, thì ở đây mình ghi cho anh em rất rõ. Anh em nhìn vào hướng relay A, B, C, D. Đúng không ạ? C, D, B, A và ABCD. Nó là gì ABCD? Thì hy vọng rằng anh em làm những con xe lít SCR không bị nó hằn đau khổ về 4 con relay nhỏ nhỏ và về cảm biến gốc. Đó, các bạn lưu ý hoặc các bạn chụp hình lại nếu anh em nào chưa có tài liệu. Đó. Tất cả chữ bằng màu. Anh em chỉ cần biết ở đây nó sẽ là cuộn dây. Đấy. Tiếp điểm. Đây ABCD. Đó, hai chân nhỏ, hai chân lớn. Đấy, ở đây ghi rất rõ cho anh em. Đấy, ở đây cũng vậy. Đấy, thì anh em về nhà hãy chịu khó làm. Tuấn chỉ áp dụng vào tháng 7 này nha anh em. Đấy, rất mong anh em thông cảm. Thì tùy theo cái năng lực của mình làm được cái gì thì mình làm cho anh em. Chỉ có tháng 7 và bắt đầu mua vào ngay bây giờ anh em sẽ thành công. Đó. Rồi và anh này đã chuyển khoản thì em bao ship cho anh trai nhá, 3.760.000. Đó, thì em sẽ bao ship hết cho anh em. Tiếp tục ngày mùng 2 anh em nổ tài khoản lấy lộc buổi trưa. Đó. Đây. 3.760.000. Mình chỉ biết là tri ân và áp dụng cho anh em hết tháng 7. Nha, hết tháng 7. Rồi video đến đây xin phép tạm dừng. Bữa nay mình chỉ live stream trong vòng thời gian chỉ có khoảng 25 cho tới 30 phút thôi. Không như ngày xưa cứ phải kéo dài 1 đến 2 giờ. Rất mong anh em thông cảm. Chúc anh em hôm nay thứ hai đầu tháng 7 âm lịch sức khỏe dồi dào, làm ăn tài lộc của một cái tháng mới, luôn luôn gặt hái được nhiều thành công. Video đến đây xin phép tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp.